Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin giới thiệu cho các anh chị và các bạn lại dự án Tram City Dĩ An Bình Dương. Thì dự án này trước đó Khoa đã có vài video clip nói về tiến độ thi công của dự án này. Thì vào ngày 25 tháng 8 tháng 5 vừa qua thì Khoa có quay trở lại dự án để cập nhật tiến độ thi công, và Khoa nhận thấy là việc xây dựng khá là khẩn trương. Thì hiện bây giờ là đã đổ tới sàn tầng thứ 6 của tháp Sapphire. Đó, trước mặt anh chị đó là tháp Sapphire đã lên tới tầng thứ 6. Và công việc xây dựng khá là ngăn nắp theo Khoa đánh giá như thế. Và sát bên cái tòa Sapphire của chúng ta đó chính là tòa tháp Ruby. Ruby là hiện đang hoàn thành xong việc xây dựng phần móng cọc và đang chuẩn bị đổ sàn bê tông của tầng hầm. Thì các anh chị nào đã sở hữu căn hộ của tháp Sapphire Ruby thì có thể xem lại việc cập nhật tiến độ của dự án mình, hay các anh chị nào có nhu cầu ký gửi chuyển nhượng lại căn hộ thì hãy vui lòng liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655 để được hỗ trợ tư vấn thêm. Thì Khoa cũng sử dụng số điện thoại này cho Zalo, Viber, Telegram. Còn các anh chị nào mà chưa từng biết về dự án của dự án Tram City Dĩ An Bình Dương này thì có thể xem lại video clip trước đó. Khoa đã có thông tin khá là đầy đủ về chủ đầu tư, về các loại diện tích của căn hộ. Thì Khoa sẽ để cái đường link ở bên trên cái màn hình bên phía tay phải, góc màn hình phía tay phải. Và ngoài ra Khoa cũng để ở dưới cái phần mô tả của cái dự án của chúng ta. Anh chị có thể tìm hiểu thêm. Thì các anh chị có thể thấy trên màn hình của mình là cái dự án của chúng ta nằm ở phía mặt tiền của đường DT743. Thì xung quanh hạ tầng đã hoàn chỉnh hết tất cả những hạ tầng tiện ích. Thấy là mật độ dân cư khá là dày đặc. Và đặc biệt là ở Bình Dương chúng ta thấy được những con đường rất là thẳng tắp và xa tiết mù, nhìn rất là đẹp. Hiện đường DT743 của chúng ta đang mở rộng khá là lớn nha các anh chị. Xung quanh là khu công nghiệp, cư dân ổn định. Và đặc biệt đây, cái dự án Tram City Dĩ An Bình Dương của chúng ta thì đang là một cái điểm nhấn trên thị trường bất động sản ở khu vực phía Nam tại thời điểm này sau dịch Covid, mà chủ đầu tư cũng đã có hai cái đợt mini event ở gần cái dự án của khu vực nhà mẫu thì cũng đã nhận được khá là nhiều booking. Và đặc biệt điểm nhấn của dự án của chúng ta là sẽ có tòa tháp dự kiến là từ 45 cho tới 50 tầng, cao nhất tỉnh Bình Dương đến thời điểm đó. Thì dự kiến là cũng là sẽ là nằm trong top 10 của tòa nhà cao nhất Việt Nam. Thì chúng ta có thể thấy là chủ đầu tư đã bỏ ra khá là nhiều tâm huyết cho cái dự án này. Thì có thấy là dự án của chúng ta khá đẹp. 3 tòa Sapphire, Ruby và đặc biệt là Diamond. Diamond đó chính là có tòa biểu tượng, dự kiến là 45 cho tới 50 tầng. Thì tòa tháp biểu tượng đó là sẽ mở bán cuối cùng, sẽ mở bán dự kiến là vào quý 3 năm nay, năm 2020. Vào ngày 31 tháng 5 tới đây, cuối tuần này vào ngày Chủ nhật, thì chủ đầu tư sẽ mở bán đợt tiếp theo cho các căn
còn lại của tháp Sapphire và Ruby. Có nhiều chính sách hấp dẫn dành cho các anh chị mua vào thời điểm này. Lợi thế hút khách của dự án Charm City thì Charm City là do chủ đầu tư khá uy tín phát triển tại trung tâm thành phố Dị An. Thành phố Dị An của chúng ta từ thị xã và được nâng công nhận lên thành phố Dị An vào tháng 2 năm 2020 vừa qua, cách nay khoảng là 3 tháng. Thì khu phức hợp Charm City với chuỗi cửa hàng dịch vụ Vincom Plaza sát bên và dải nhà phố thương mại tạo nên hệ thống kinh doanh rất là sầm uất, tiện lợi và đa dịch vụ. Về vị trí Charm City tọa lạc tại trung tâm của thành phố Dị An, ngay ngã tư 550, thuận tiện di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xung quanh là các dự án khu công nghiệp sóng thần VSIP, tập trung rất là đông lực lượng lao động trẻ cùng các chuyên gia nước ngoài. Từ Charm City thì cư dân có thể kết nối nhanh đến những khu vực trọng điểm của Bình Dương cũng như thành phố Hồ Chí Minh bằng các tuyến đường huyết mạch như cao tốc Long Thành - Dầu Dây, xa lộ Hà Nội, đường Vành Đai và tuyến metro số 1. Từ dự án đến các trung tâm thương mại như Vincom, Lotte Mart, các nhà máy trọng điểm cho tới cơ quan hành chính chỉ trong vòng khoảng 15 phút di chuyển. Thì với vị thế là nằm giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Dị An là một trong những điểm kinh tế tăng trưởng mạnh của tỉnh Bình Dương. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu bất động sản tại đây nói chung và gia tăng giá trị Charm City trong tương lai. Phần tiện ích nội khu thì điểm nổi bật của Charm City đó là quy hoạch trung tâm thương mại Vincom trong khuôn viên của dự án. Thì các anh chị biết là khi mà Vincom đi tới đâu là các dự án bất động sản và cư dân tập trung về theo tới đó. Thì tiện ích Vincom Plaza này sở hữu 2 tầng ẩm thực Food Court với hàng chục nhà hàng ẩm thực đa phong cách từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cho đến các món ăn đậm chất Việt Nam. Trung tâm thương mại này thì còn tích hợp thêm các khu vui chơi giải trí cho trẻ em. Thì các anh chị thấy là Vincom là cái mô hình hầu như là khá na ná nhau ở tất cả các tỉnh thành. Phía bên trên thì sẽ có Lotte Cinema rộng 1.500 m², hệ thống phòng gym hiện đại, shop house, phòng tiếp khách VIP Vinmark Vinpro. Thì ngoài các tiện ích mà Vincom Plaza đem lại thì chủ đầu tư DCT Partners Việt Nam còn phát triển thêm hồ bơi đa tầng 2.000 m², phố đi bộ mua sắm và ẩm thực dài 500 m, tổ hợp Sky Garden kết hợp với Sky Bar và các nhà hàng đa phong cách trên đỉnh của tòa nhà Charm City. Như chủ đầu tư kỳ vọng là khi hoàn thành dự án này sẽ trở thành cái điểm đến thu hút giới trẻ, chuyên gia nước ngoài đang làm việc trong các khu công nghiệp tại thành phố Dị An, Bình Dương. Chủ đầu tư DCT Partner Việt Nam là một trong những tập đoàn uy tín trên thị trường bất động sản. DCT đang sở hữu gần 10 dự án trải dài từ Bắc đến Nam như Hội An, Đà Nẵng, Hồ Tràm, Long Hải, Vũng Tàu, quy mô là khoảng 100 hectare với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Thì các chuyên gia đánh giá là chủ đầu tư này là một trong những yếu tố giúp cho dự án có sức mua tốt. Với tiến độ thi công nhanh, dự kiến là Charm City sẽ hoàn thành sớm hơn kế hoạch, tạo niềm tin cho các khách hàng của mình. Dự kiến là cuối quý 3 năm nay, năm 2020, chủ đầu tư sẽ tung ra tháp Charm Diamond và liên kết với một trong những thương hiệu hàng đầu để tích hợp khối khách sạn căn hộ cho thuê 5 sao cùng hệ thống ballroom, tổ chức sự kiện hồ bơi tràn trên tầng 50. Thì các anh chị thấy là chủ đầu tư dự kiến là trong cái tòa Diamond này thì 35 tầng bên dưới sẽ là căn hộ, còn 10 tầng ở bên trên sẽ là khu khách sạn 5 sao và được quản lý bởi những cái tập đoàn đến từ nước ngoài.
Đó là một cái điểm nhấn rất là lớn của dự án này và sẽ tạo một điểm nhấn cho toàn khu vực của thành phố Dĩ An trong tương lai gần. Anh chị nào có nhu cầu mua căn hộ trong dự đợt mở bán sắp tới vào ngày 31 tháng 5 năm 2020 sắp tới thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 676655. Mình sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram. Ngoài ra, các anh chị nào mà đã sở hữu căn hộ của tháp Charm City Ruby và Sapphire muốn chuyển nhượng thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên. Sau cái phần này thì mình sẽ có một video clip của chủ đầu tư giới thiệu tổng quan hơn về những cái hình ảnh mà chúng ta có thể cảm nhận được trong tương lai sau này khi mà cư dân về ở. Thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Nếu các anh chị thấy video clip này hữu ích và kênh Phạm Đăng Khoa Realtor có thể giúp ích gì được cho các anh chị thì hãy vui lòng mà đăng ký subscribe ở bên dưới để nhận được những video clip tiếp theo. Mình có khá là nhiều video clip từ các tỉnh thành mà mình đã có dịp đi qua và đặc biệt tập trung ở khu vực khu đông quận 2, quận 9 và Thủ Đức. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Thank you.